Ai? Mad Lai chữ Huy. Mad Lai là ai? Thì tới chơi thôi chứ làm gì mà căng thế. À thôi đùa đấy, bạn Hiền vào đây chơi. Tôi mới tậu con máy vào đây chơi game với tôi nha. Ủa mới mua PC mới hả? Dữ ta. Ok vào ngồi chơi game đi. Tôi xuống nhà có việc xíu nha. Thích chơi gì chơi nha. Alo. Alo. À, bạn à, sao đây? Chuyện gì đây? Hả? Thùng rác á hả? Có cái thùng rác đó. Đâu để tôi xem được coi. Ok, tôi thấy thùng rác rồi nè. Để tôi đem xuống cho nha. Ok, cảm ơn bạn nghe. Này, đừng có thấy mà tôi để cái thùng rác lên bàn là mọi người đánh giá nha. Người ta thường hay có câu là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đấy. Các bạn có thấy một cái thùng rác nào mà nó có một cái fan để mà nó tản nhiệt, nó airflow các thứ không? Xin giới thiệu với các bạn một em sản phẩm mới nhất đi từ Megatech Technology Recycle Bin, thùng rác công nghệ. Một chấm vào tay. Ok, bây giờ xem thử nó có thể làm được gì nhá. Đầu tiên chỉ cần bus. Đấy, nó lên hình rồi nha. Đừng có kêu tôi bịp. Tôi nói dây đàng hoàng rồi á. Đấy, rồi. Sau khi lên hình xong á, thì bây giờ hãy cùng mình đi xem quá trình làm ra cái Technology Recycle Bin là cái thùng rác công nghệ này như thế nào nhé. Let's go! Và đây là cái sản phẩm mod PC mới nhất của Megatech của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ cái video này cũng như là luôn ủng hộ những cái sản phẩm PC mod tiếp theo mà tụi mình làm ra. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye, see ya. Peace.